Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đây là một sân chơi bổ ích dành cho các bác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, các đội sẽ được làm quen, giao lưu và thể hiện năng khiếu văn nghệ của đội mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Cháu xin mời các bác ạ. Tôi là Trần Hoàn, đội trưởng đội Hoa Ban. Hôm nay đến chơi vui khỏe có ích này, bạn tôi chơi cùng là Hồng Duyên và cô Minh Hiện. Đội Hoa Ban xin kính chào khán giả. Xin chào Hồng Ngân, MC dẫn chương trình. Xin chào quý vị khán giả. Tôi Mạnh Hùng, đội phách tím. Bạn chơi của tôi Như Hoa, Hồng Loan. Vâng, xin chào quý kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đã vừa làm quen với hai đội Hoa Ban và Phách Tím. Hai đội chơi sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi. Ở phần thứ nhất đó là phần trổ tài văn nghệ. Các đội sẽ thể hiện năng khiếu văn nghệ của mình bằng các hình thức như là hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện. Phần thi thứ hai đó là phần thi sống vui. Ở phần thi sống vui thì chương trình sẽ đưa ra các từ khóa của chương trình và nhiệm vụ của hai đội sẽ là hát một đoạn lời trong đó có chứa đựng từ khóa của chương trình và trả lời được xem đoạn lời đó nằm ở trong ca khúc nào. Đội nào rung chuông nhanh hơn thì sẽ có quyền trả lời trước. Ở phần thi thứ 3 đó chính là phần thi sống khỏe. Ở phần thi sống khỏe thì chương trình sẽ đưa ra các chủ đề xoay quanh các vấn đề của xã hội và hai đội sẽ đưa ra các ý kiến tranh luận của đội mình và cố vấn của chương trình sẽ là người nhận xét và chấm điểm cho cả hai đội. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần trổ tài văn nghệ. Người quê ta đi xa mà vẫn nhớ câu quan họ thắm tình nào ai nỡ dám quên. Sống xa quê nhà anh đếm được bao xuân và năm tháng cứ trôi dần theo cuộc sống. Ví đời người là những chiều mưa nắng thì câu ca thêm tĩnh lặng những tâm hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâu nay tin bù toàn dân ta trong dịch ngày lùi có vết nước nên ta quyết giành chiến thắng dù gian nan khó khăn ta trái chẳng sợ cách như khanh hùng đàn ta hết sức quyết liệt toàn dân ta ơi nhớ nhắc nhau chấp hành tốt hơn ta đi đâu phải nhớ khẩu trang mang theo bên mình dung dịch giữa tay sát quần để an toàn tuyệt đối mỗi người chúng ta phải nhớ những lời bác ban ý thức ta chấp hành đất nước ta bình an khi đi ra về từ nơi nào có dịch mọi người khai báo nhớ cách ly an toàn tuyệt đối bảo vệ người thân quê nước Nam ta an toàn quê hương sang dặn vòng tay ôm lấy thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa ta cách ly 14 ngày thôi nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly đừng nghĩ có điều tiếng chi khi chúng ta chấp hành đất nước sẽ càng bình an khi đi hay về nào có dịch mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn quê hương sắp dần vòng tay ôm lấy mình thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa ta cách ly 14 ngày thôi nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly đừng nghĩ có điều tiếng chi ý thức ta chấp hành đất nước sẽ càng bình an bao nhiêu con người cùng sông pha lên đường đội ngũ y tế đã dốc sức dốc lòng chiến đấu bộ đội của ta vác ba lô đi lên rừng bao nhiêu tấm lòng mạnh từ quân quyên góp tiền để cùng đất nước góp sức chung tinh thần nước Nam ta chung sức để quyết đồng tâm chiến thắng Covid về vàng Việt Nam chống dịch để cùng một chi hướng quyết phải đánh tan để biết sức mạnh nước Nam ta quyết tâm đồng lòng cuộc chiến chống dịch về vàng ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch về vàng ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch về vàng Quý vị và các bạn đã vừa được thưởng thức hai tiết mục văn nghệ của hai đội Hoa Ban và Phách Tím mang đến trong phần thi trổ tài văn nghệ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai, đó chính là phần thi Sống Vui. Cháu xin phổ biến lại luật của phần thi Sống Vui ạ. Ở phần thi Sống Vui thì chương trình sẽ đưa ra các từ khóa. Nhiệm vụ của các bác sẽ là hát những cái lời bài hát trong đó chứa đựng từ khóa của chương trình. Và các bác phải trả lời được xem đoạn lời đó nằm ở trong ca khúc nào. Sau đây cháu sẽ phát cho hai đội trưởng hai chiếc chuông. Đội nào rung chuông nhanh hơn thì sẽ có quyền trả lời trước ạ. Và nếu như các bác rung chuông mà lại không trả lời được thì quyền trả lời sẽ nhường cho đội còn lại. Cháu xin hỏi cả hai đội đã hiểu rõ thể lệ và sẵn sàng chưa ạ? Ngay bây giờ sẽ là từ khóa đầu tiên của phần thi Sống Vui, đó chính là từ hoa. Cháu xin mời đội Hoa Ban. Thay mặt cho đội Hoa Ban, tôi xin hát bài trong đó có từ hoa. Chim đậu trên ý cành, hoa xuân trong nắng ý mai, chim hót ý trên ý cành. Dạ vâng ạ, cháu xin hỏi là đoạn lời mà bác vừa hát thì nằm ở trong làn điệu gì vậy ạ? Làn điệu chèo bài hát Nhớ Ngày Anh Đi.
Vâng ạ, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Hoa Ban. Ngay bây giờ là từ khóa thứ hai, đó chính là từ mặt trời. Cháu xin mời đội Phách Tím ạ. Đội Phách Tím, tôi xin hát bài có từ khóa mặt trời. Mặt trời hồng lưng vách núi, lượn lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân, ta cùng xuống chợ. Bươm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Cháu xin hỏi đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Đoạn lời tôi vừa hát là có trong ca khúc bài Gặp nhau giữa rừng mơ. Vâng, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Phách Tím. Ngay bây giờ sẽ là từ khóa thứ ba, đó chính là từ tình yêu. Cháu xin mời đội Phách Tím ạ. Tôi thay mặt cho đội Phách Tím xin hát có từ tình yêu. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông Cầu. Cháu xin hỏi đoạn lời mà bác vừa hát nằm ở trong ca khúc nào ạ? Tôi hát trong bài Tình yêu trên dòng sông Quan Họ. Vâng ạ, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng đội Phách Tím. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ tư, đó chính là từ quê hương. Cháu xin mời đội Hoa Ban. Tôi xin thay mặt cho đội Hoa Ban xin hát bài có từ quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bướm vàng bay. Cháu xin hỏi đoạn lời mà bác vừa hát nằm trong ca khúc nào ạ? Bài quê hương. Vâng ạ, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Hoa Ban. Từ khóa thứ 5 mà chương trình đưa ra, đó là từ đất nước. Xin mời đội Phách Tím ạ. Tôi xin thể hiện bài ca khúc có từ khóa là đất nước. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu lỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, lòng mẹ lặng im. Cháu xin hỏi là các bác vừa hát đoạn lời nằm ở trong ca khúc nào ạ? Vâng, tôi vừa thể hiện có từ khóa trong bài hát ca khúc là đất nước ạ. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Phách Tím. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ 6, đó chính là từ diều. Cháu xin mời đội Hoa Ban ạ. Tôi thay mặt đội Hoa Ban, tôi sẽ xin hát bài từ diều ạ. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Và cháu xin hỏi các bác đã vừa hát đoạn lời nằm ở trong ca khúc nào ạ? Từ khóa diều có trong bài quê hương. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Và xin chúc mừng đội Hoa Ban. Như vậy là với 6 từ khóa mà chương trình đưa ra thì lúc này cả hai đội đang hát được mỗi đội 3 từ khóa. Và chỉ còn có một từ khóa cuối cùng thôi. Và chắc chắn rồi ạ, từ khóa này sẽ là từ khóa quyết định xem là đội nào giành được chiến thắng ở phần thi sống vui. Từ khóa mà chương trình đưa ra đó chính là từ tuổi thơ. Cháu xin mời đội Hoa Ban ạ. Các bác đến từ đội Hoa Ban có trả lời được không ạ? Các bác đến từ đội Hoa Ban đã rung chuông rất nhanh. Tuy nhiên thì các bác đã chưa hát được từ khóa tuổi thơ. Và cháu xin nhường phần trả lời cho các bác đến từ đội Phách Tím ạ. Vâng ạ, các bác đến từ đội Phách Tím có hát được không ạ? Vâng, tôi... không. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, là ở từ khóa cuối cùng chương trình đưa ra đó là từ tuổi thơ thì cả hai đội Phách Tím và Hoa Ban đều đã không
tìm được một đoạn lời bài hát nào trong đó có chứa đựng từ tuổi thơ. Và như vậy thì ở phần thi sống vui ngày hôm nay thì cả hai đội đều đã hát được mỗi đội 3 từ khóa và điểm số của hai đội bằng nhau ạ. Và ở phần thi này thì chúng ta đã không tìm được ra đội giành chiến thắng. Nhưng mà không sao ạ, chúng ta sẽ còn một phần thi tiếp theo, đó là phần thi sống khỏe. Và cháu hy vọng rằng là ở phần thi sống khỏe thì chúng ta sẽ tìm ra được đội nào đội giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi sống khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ở phần thi sống khỏe thì chương trình sẽ đưa ra các chủ đề là các vấn đề ở trong xã hội, và cả hai đội sẽ có nhiệm vụ là sẽ đưa ra những cái ý kiến và biện luận cho ý kiến của đội mình. Sau thời gian mà chương trình dành cho các đội suy nghĩ thì các bác sẽ chỉ có 5 phút thôi để có thể trình bày về cái ý kiến của đội mình. Nếu như các bác quá thời gian thì số điểm của các bác cũng sẽ bị trừ đi ạ. Và cố vấn của chương trình sẽ là người nhận xét và chấm điểm cho cả hai đội. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu cố vấn của chương trình ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị khán giả và kính thưa đội viên của hai đội. Tôi là Nguyễn Đăng Vượng, nguyên là Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Phan Thiết. Tôi rất vui mừng hôm nay được tham gia chương trình Sống Vui Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin kính chúc quý vị cùng toàn thể hai đội chơi mạnh khỏe và hai đội thi đấu tự tin và chiến thắng. Vâng ạ, và chủ đề mà chương trình đưa ra ngày hôm nay đó chính là người cao tuổi có nên tham gia vào các hoạt động xã hội hay không, hay là ở nhà chăm cháu. Và ngay sau đây sẽ là thời gian suy nghĩ dành cho cả hai đội ạ. Thời gian dành cho cả hai đội đã hết ạ. Và ngay sau đây cháu xin mời các bác đến từ đội Phách Tím ạ. Các bác sẽ trình bày ý kiến của đội mình trước ạ. Theo quan điểm của đội tôi thì tôi thấy là người cao tuổi thì nên tham gia các cái hoạt động của xã hội. Về hưu rồi thì chúng ta thấy là nghỉ các cái hoạt động ở cơ quan thì chúng ta về địa phương, chúng ta tham gia các cái hoạt động của xã hội. Ví dụ như là chúng ta có thể là tham gia vào các cái tổ chức mặt trận này, rồi người cao tuổi này, hội phụ nữ này, tham gia các cái hoạt động như là dưỡng sinh này, các câu lạc bộ văn nghệ văn hóa của tỉnh này. Thì đấy là cái tuổi già chúng ta nên là tham gia vào các cái hoạt động đó để tăng thêm cái niềm vui và yêu đời trong cuộc sống của người già. Thế và chúng ta nếu như trong trường hợp chúng ta sức khỏe yếu và cái điều kiện không cho phép thì chúng ta mới ở nhà trông cháu và giúp đỡ con cháu những cái công việc ở gia đình. Thế còn lại là tuổi già thì theo tôi ấy, là chúng ta nên tham gia các hoạt động của xã hội. Và đấy là một cái niềm vui của tuổi già, mà chúng ta luôn tìm đến những cái niềm vui đó. Cháu xin được cảm ơn ý kiến của các bác đến từ đội Phách Tím ạ. Và ngay sau đây cháu xin mời đội Hoa Ban ạ. Các bác sẽ đưa ra ý kiến của mình ạ. Đội Hoa Ban chúng tôi xin trả lời câu hỏi của chương trình. Nói về người cao tuổi, hầu hết là những cán bộ công chức, nhà nước, công nhân đã nghỉ hưu. Sau bao nhiêu năm cống hiến xây dựng đất nước đã kém sức khỏe, về địa phương nghỉ, nhiều người còn khỏe đã xây dựng các công trình, ví dụ như phúc lợi, hoặc là tham gia các mặt trận tổ quốc, hay là đoàn thể như là chi bộ đảng, tổ chức ban mặt hội người cao tuổi và hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ và hội nông dân tập thể, các doanh nghiệp về thể thao, tham gia thêm các vấn đề như là câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ khiêu vũ. Và còn có cả các câu lạc bộ ca hát múa nhạc của ba miền. Và cũng có câu lạc bộ làm từ thiện như cơm cháo cho các bệnh viện. Ngoài các người nào mà yếu ở nhà chơi vui cùng các cháu. Vâng ạ, vừa rồi là các bác đến từ đội Hoa Ban cũng đưa ra ý kiến của đội mình rồi. Và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét và chấm điểm của cố vấn chương trình. Xin mời bác Nguyễn Đăng Vượng ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, chủ đề của hôm nay là người cao tuổi có nên tiếp tục tham gia công tác xã hội ở địa phương hay là chỉ ở nhà trông cháu. Thì qua cái ý kiến trao đổi cũng như là biện luận của hai đội,
thì cũng đã đề cập được một số khía cạnh về vấn đề này, cũng tương đối là đúng và cũng phong phú. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chi tiết và đầy đủ hơn thì vì thời lượng của các đội là được 5 phút và chúng ta cô đọng quá thì chưa đầy đủ được hết ý. Thế thì theo tôi là như thế này. Tức là người cao tuổi nói chung thì là sức khỏe đều cũng đã giảm sút sau những cái năm tháng lao động, học tập và công tác, cống hiến. Thì nó theo cái quy luật, phải không? Tức là sinh lão bệnh tử. Thế thì tuy nhiên ấy, là cũng có nhiều người cao tuổi là vẫn còn được mạnh khỏe, minh mẫn. Thế và nhiều người cao tuổi lại có cái trình độ quản lý, có vốn sống phong phú. Nên là sau khi mà nghỉ hưu chẳng hạn thì có thể tiếp tục tham gia công tác ở địa phương, nhất là ở khu dân cư. Những người có uy tín thì có thể chúng ta tiếp tục được tham gia vào công tác vào cấp ủy, thế rồi vào tổ dân phố, vào trưởng thôn, trưởng xóm, thế hoặc là ban công tác mặt trận, thế rồi các chi hội đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh, tùy theo những cái đối tượng. Đấy. Rồi đặc biệt là tham gia cái hội người cao tuổi, là cái tổ chức của mình. Đấy. Ngoài ra ấy, thì chúng ta còn tham gia một số các cái hoạt động khác, xã hội khác như là từ thiện, thế rồi là hòa giải, nhiều khuyến học ở khu dân cư để mà phát huy cái vai trò của cái người cao tuổi. Một số người cao tuổi lại có tay nghề, có chuyên môn ấy, thì coi như là còn tiếp tục với là sản xuất kinh doanh. Ngoài ra những người có năng khiếu, có sở trường thì có thể tham gia vào các cái câu lạc bộ. Thế thì chúng ta sẽ có cái điều kiện để mà thường xuyên gặp gỡ, để mà giao lưu, trao đổi, tiếp xúc. Và từ đó thì nó cũng nâng cao cái đời sống tinh thần, nó sảng khoái. Và nó làm chậm cái quá trình lão hóa. Đấy. Thế tuy nhiên cũng có một số gia đình thì có cháu nhỏ. Vậy thì giải quyết như thế nào? Nếu như những cháu mà điều kiện về sức khỏe của chúng ta có thể có được, thì chúng ta cũng có thể là hỗ trợ giúp đỡ trông cháu một thời gian khi cháu còn nhỏ. Chúng ta chỉ hỗ trợ các cháu về cái việc đưa đón thôi, chẳng hạn như thế, đảm bảo an toàn, phải không ạ? Hoặc là chúng ta hỗ trợ một mặt nữa về mặt tài chính, cũng như là về nhà thì có thể bảo ban, rồi là kèm cặp các cháu học tập thêm. Người cao tuổi chúng ta phải tiếp tục, nếu có điều kiện, có sức khỏe, có năng lực, trình độ thì chúng ta tiếp tục tham gia công tác, thế rồi là tham gia làm việc ở các lĩnh vực đó. Mà nếu không thì chúng ta coi như là tham gia các cái câu lạc bộ như trên đã nói. Thế thì qua cái phần trình bày của hai đội ấy, thì tôi thấy là phần của đội Phách Tím ấy, thì trả lời cũng cô đọng nhưng mà còn chưa được đầy đủ. Thế cái đội bên Hoa Ban thì trả lời cũng có đầy đủ hơn, tuy nhiên cũng chưa phải là đã đầy đủ lắm. Thế nhưng mà dù sao thì cũng nhiều nêu được lên nhiều ý hơn. Thế nên theo tôi đội Hoa Ban là coi như là giành được cái phần thắng. Xin hết. Vâng ạ, xin được cảm ơn những ý kiến của bác Nguyễn Đăng Vượng ạ. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là qua ý kiến của bác Vượng vừa rồi thì chúng ta đã biết rằng là các bác đến từ đội Hoa Ban đã giành chiến thắng ở phần thi sống khỏe ngày hôm nay. Xin chúc mừng các bác ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là hai đội Hoa Ban và Phách Tím đã trải qua 3 phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Ở phần thi trổ tài văn nghệ thì hai đội có số điểm bằng nhau. Ở phần thi thứ 2 sống vui, hai đội cũng có số điểm bằng nhau. Và ở phần thi thứ 3 sống khỏe thì các bác ở đội Hoa Ban đã giành được chiến thắng. Và như vậy là trong chương trình sống vui sống khỏe ngày hôm nay thì phần thắng đã nghiêng về các bác đến từ đội Hoa Ban. Xin chúc mừng đội Hoa Ban. Và ở vị trí thứ 2 đó là các bác đến từ đội Phách Tím. Xin chúc mừng các bác. Và chúng tôi xin được thông báo các bác ở các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ dân ca, câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có thể đăng ký tham dự chương trình theo địa chỉ chương trình Sống Vui Sống Khỏe, Phòng Văn Nghệ và Giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Còn thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.